theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày Chủ nhật tới đây. Không chỉ có những cuộc tranh chấp danh hiệu, không chỉ là chiến thắng hay thất bại, không chỉ là những thông số chuyên môn khô cứng, thể thao là hoạt động không thể thiếu trong nhịp sống thường ngày của mỗi người. Những góc nhìn đa chiều từ muôn mặt đời sống thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Nhịp sống thể thao, phát sóng thứ ba hàng tuần lúc 8:30 HTV7 và 10:00 HTV Thể thao. Vòng 14 giải bóng đá